Để nối tiếp về phần bài giảng trước, mình sẽ đi sâu hơn về Polygon Modeling. Thì trong phần bài giảng này, mình sẽ lấy chủ đề là một chiếc tai nghe và mình sẽ làm animation cơ bản về chiếc tai nghe đấy và làm phim về nó. Mời các bạn xem đoạn video mà mình vừa làm để xem chủ đề ngày hôm nay của chúng ta. Thì như các bạn vừa xem đoạn video mà mình làm về chiếc tai nghe, các bạn đầu tiên có thể lên internet tìm những hình ảnh tham khảo về những đồ vật mà các bạn muốn làm. Sau đó các bạn tải về máy và dựa vào đó để có những cái ý tưởng ban đầu. Thì mình vào trang web Thế Giới Di Động để tìm những cái tai nghe và mình cảm thấy như chiếc tai nghe Canon IT350 màu hồng này nó khá là phù hợp cho phần giảng dạy của mình, bởi vì nó cũng rất là nhiều thứ mà mình muốn chia sẻ. Thì các bạn có thể gõ chiếc tai nghe này vào và tìm nó, tải những hình ảnh cụ thể về tất cả các mặt của chiếc tai nghe này. Rất là nhiều nhiều thứ. Thì sau khi các bạn tải chiếc tai nghe này về rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn dựng hình chiếc tai nghe từ đầu cho đến cuối. Sau đó mình sẽ nói với các bạn về phần áp vật liệu, ánh sáng, môi trường và phần animation. Thì ở đây có một cái phần animation có những phần animation như là phần chữ. Phần này cũng khá là đơn giản thôi. Phần animation tiếp theo là những gì mà các bạn đang xem ấy, tức là camera. Phần animation cuối cùng cũng là phần mà khá là phức tạp hơn một chút xíu. Thì đó chính là phần chuyển động của vật thể. Thì trong nội dung bài giảng này, mình sẽ không nói hết được tất cả, mình sẽ chia nhỏ ra thành từng bài giảng một. Và đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về Polygon Modeling, là để hướng dẫn cho các bạn từng bước để dựng hình một chiếc tai nghe như thế này. Mình sẽ không ghi lại cái quá trình mà mình làm chiếc tai nghe này, mà mình sẽ chỉ nói cho các bạn biết cách làm thế nào để dựng hình chiếc tai nghe này thôi. Vì có hai phương pháp. Thứ nhất là mình sẽ làm chiếc tai nghe này lại từ đầu và ghi hình nó xong rồi đưa cho các bạn xem. Sau đó các bạn làm theo những gì mà mình làm. Cách thứ hai là mình sẽ mở chiếc tai nghe này lên và mình sẽ đi vào từng phần chi tiết của nó và hướng dẫn cho các bạn biết làm cách nào để ra được chiếc tai nghe này. Thì với cả hai cách thì cái nào nó cũng có cái ưu điểm của nó. Cái thứ nhất là các bạn có thể tự suy nghĩ theo những gì mà mình làm và bắt chước làm theo những điều đó. Cái cách thứ hai mà mình muốn hướng dẫn cho các bạn là cách thay vì các bạn tự suy nghĩ thì mình sẽ nói luôn. Thì cách nào nó cũng có cái lợi của nó cả. Và mình chọn cách thứ hai là mình sẽ nói cho các bạn luôn.
Thì bây giờ tạm thời là mình sẽ hạ cái video này xuống. Và mình sẽ gửi cho các bạn cái file này trong cái danh sách đính kèm những cái file mà trong khóa học để cho các bạn tự nghiên cứu. Thì đầu tiên các bạn mở cái file cái tai nghe này lên, các bạn sẽ thấy có cái phần treo của tai nghe, phần tai nghe, phần đệm tai, phần dây, phần điều khiển và cuối cùng là phần jack cắm. Thì ngoài ra còn có những thứ khác như là camera và chữ. Như các bạn có thể thấy là mình gom nó vào một cái layer tên là effect. Mình đặt tên nó là những hiệu ứng. Thì mình tạm thời mình ẩn nó. Và trong phần này mình sẽ tập trung hướng dẫn cho các bạn sử dụng modeling hợp lý để làm chiếc tai nghe này. Ok, bây giờ mình sẽ phân tích là chiếc tai nghe này nó gồm những thành phần mình vừa kể. Thì mình khi các bạn mở cái file này lên á, các bạn có thể xem những cái bước mà mình làm, mình vẫn còn giữ những cái bước modify như thế này. Các bạn có thể trở về cái ban đầu của nó là cái rectangle. Sau đó là các bạn cứ dần đưa chuột lên, nó hỏi cái gì thì các bạn cứ nhấn Z như vậy. Và các bạn cứ xem từ từ những cái bước từng bước một. Thì tất nhiên những cái bước này nó không hẳn là nó đầy đủ. Thì mình sẽ gửi kèm cho các bạn thêm một cái file nữa. Nó tên nó tên là Headphone Explain, có nghĩa là mình sẽ giải thích là những gì mà mình đang làm, những cái mà modify mình áp dụng để tạo ra cái chiếc tai nghe đó. Thì đây là tất cả những cái công cụ mà các bạn cần biết để tạo ra cái chiếc tai nghe đó. Ví dụ như cái phần mà ốp tai á, phần mà đệm tai á, thì các bạn cần phải làm những bước gì mới có thể làm được. Ok, bây giờ đi từ từ đầu là đi từ phần phần treo của cái tai. Thì trong các cách mà dựng hình á, ở cái bài trước á, thì mình có giới thiệu cho các bạn là dựng từ một cái box. Nhưng mà bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách dựng hình mới. Đó chính là từ spline. Thì spline các bạn có thể vào phần tạo cái bảng create. Thay vì các bạn chọn là geometry thì các bạn có thể chọn là mục shape, là những hình thù, hình dạng á. Thì như mình tạo cho các bạn ở đây, sẵn mình giới thiệu cho các bạn thì line là những cái đường thẳng như thế này. Các bạn cứ chọn trên màn hình và ấn vào những điểm mà các bạn muốn thì nó gọi là line. Thứ hai là rectangle, những hình chữ nhật. Các bạn nhấn control để cho nó chụp x chụp y nó giống nhau, nó không thay đổi. Còn nếu mà các bạn thả control ra thì nó sẽ thay đổi. Đây là cách để bạn vẽ hình vuông. Hoặc các bạn có thể giữ thứ ba là các bạn có thể sử dụng circle là hình tròn, ellipse là hình ellipse, arc là cung tròn. Các bạn nhấn một điểm, các bạn nhấn kéo nhấn và giữ, nhấn giữ và kéo cho đến một điểm mà bạn mong muốn. Sau đó các bạn thả chuột ra, lúc này là chuột hoàn toàn tự do.
Các bạn chỉ cần chọn đến cái điểm mà các bạn xác định là cái cung tròn nó nằm ở đó, bạn nhấn thêm một lần chuột nữa, chuột trái nữa, nó sẽ tạo cho bạn cái cung tròn, tức là arc, donut. Donut là hai hình tròn, n-gon là các khối, coi như là cái hình đa giác. Các bạn nhỏ nhất là 3 mà lớn nhất là hình như là không có lớn nhất. Test, như các bạn thấy những cái chữ mà mình ghi như thế này nè. Đó, những cái chữ mà mình ghi như thế này, thậm chí các bạn có thể gõ cả tiếng Việt vào thì nó gọi là test. Đây, test. Mình có thể gõ bất kỳ chữ gì cũng được. Rabidu. Đấy, ví dụ như vậy. Đó là test. Tiếp theo là helix. Helix là những đường xoắn ốc. Như các bạn thấy, những đường xoắn ốc. Các bạn có thể sử dụng helix để tạo các lò xo. Edge và trứng thì nó giống như cái ấm trà vậy, nó có những cái hình nó mặc định là như vậy. Còn section là phần, phần này thì mình không sử dụng nhiều nên mình không giải thích. Thì sau khi mà mình tạo ra cái phần mà phần treo của tai nghe á, tức là phần này này, thì mình bắt đầu từ một cái hình chữ nhật, sau đó rồi mình áp một cái adjust nó lên. Thì các bạn có thể xem là trong cái bản modify, tạm thời mình delete cái này đi, thì nó là một cái rectangle thôi, một cái rectangle. Sau đó các bạn chọn vào cái danh sách modify ở đây, các bạn tìm cái tên gọi là adjust. Đây, adjust. Các bạn ấn vào, các bạn chọn số mà các bạn mong muốn thì nó sẽ adjust lên. Thì sau khi nó nhận cái lệnh adjust thì cái vật thể này nó đang được hiểu là một cái object 3D mà các bạn có thể nhìn thấy được, có thể render được. Còn nếu như các bạn để cái hình như thế này thì nó khi mà các bạn render, các bạn xuất hình á, thì cái view nhìn của các bạn sẽ không thấy gì cả. Thì 3D nó chỉ hiểu những vật thể coi như là có khối đàng hoàng như thế này thôi. Đấy, có khối 3 chiều như thế này. Thì để chuyển cái tương tự, cái mình sẽ nói tiếp cái phần mà line thế này. Thì tại sao khi mà mình áp cái adjust này lên thì nó sẽ theo cái phương coi như là phương thẳng đứng ở đây, thì nó có một cái nguyên tắc, đó là tất cả những cái shape á, cái spline này nè mà các bạn vẽ ở trên cái mặt phẳng tọa độ nào thì khi adjust lên nó chỉ lên đúng cái phương mà phương trục Z này thôi, của vật thể đó thôi. Ví dụ như bây giờ mình vào cái bảng hierarchy để mình xem là cái trục của cái hình này nó như nó ở đâu. Thì mà đây mình thấy là cái trục Z này nó đang hướng vuông góc với cái spline của mình. Bây giờ mình sẽ giả sử như là mình vẽ một cái line ở đây. Một cái line ở mặt front đi. Front. Mình lấy line front ở đây. Ok. Bây giờ thì cái thao tác mà mình vẽ vừa rồi á, thao tác mà mình vẽ vừa rồi á thì nó nằm ở trên cái mặt phẳng mà chứa cái hình, chứa một cái đường thẳng màu đen ở đây nè, nó vuông góc lên nè. Đấy, thì các bạn thấy. Thì khi mà adjust á,
các bạn xem phần trong phần local cũng được. Local này thì cái đường 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 line này của mình ấy, có cái trục Z đang hướng về bên trái, phía tay trái của các bạn. Khi mà kiểm tra thì cũng tương tự như vậy luôn, không không khác gì cả. Đấy, thì khi mà các bạn chút á, sẽ vào chút modify chút thì nó sẽ theo cái phương của cái trục Z đấy. Đấy, như vậy, như thế này. Nên các bạn phải chú ý khi mà các bạn làm bất kỳ một cái spline nào thì các bạn cũng nên chú ý về cái trục 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 Z của nó. Nên mình chỉ giới thiệu như vậy thôi. Mình sẽ đi tiếp. Đó chính là Edit Poly. Thì sau khi mà các bạn chút lên á, các bạn có thể một á là các bạn vào polygon ở đây, cái edit cái polygon modeling ở đây, các bạn convert to poly cũng được, hoặc các bạn nhấn trục phải vào đây, trục phải vào màn hình á, chọn cái convert convert to editable to poly cũng được. Nhưng mà do cái bài giảng trước thì mình cũng đã nói rồi là mình khuyên các bạn là nên sử dụng cái modify tên là Edit Poly, bởi vì các bạn không có chắc, và bản thân mình nhiều năm kinh nghiệm cũng biết là cũng không bao giờ chắc là những modify ở phía dưới nó sẽ không còn sử dụng nữa, có khi các bạn sẽ phải sử dụng lại. Đấy, đấy là cái kinh nghiệm. Thì để Edit Poly thì để dựng nó một cái hình này thì khá là đơn giản. Ví dụ như mình copy ra đây, mình nhấn shift rồi giữ kéo copy ra, mình đi tạm thời mình delete cái này. Edit poly này đi, mình sẽ làm lại cái bước ấy là edit poly, mình chọn hai mặt ở đây, mình choose nó lên, có một cái lệnh nên là choose đây, mình tăng con số này lên đấy, ví dụ như thế này. Tiếp tục mình chọn cái mặt này, mình lại choose nó lên đây. Sau đó các bạn chọn scale, các bạn scale cái polygon ở trên cùng vào nó như thế này. Xong đấy, cái edit poly của mình làm đến đến đấy. Thì ở bên cái tai nghe á, các bạn có thể thấy là ở đây nó có một cái đoạn lồi lên. Đấy, có một cái đoạn lồi lên. Thì mình cũng adjust lên giống như vậy thôi, không có gì cả. Đấy, adjust lên. Tiếp theo là modify chamfer. Modify chamfer mình sẽ xóa xóa này đi. Modify chamfer thì mình tạm thời tắt đi. Ở trong cái mình sẽ copy ra trước rồi mình sẽ giải thích. Thì tắt cái chamfer này đi. Thì hai vật thể này là hai vật thể giống nhau này. Thì hoặc là các bạn ở trong cái edit poly á, các bạn chọn những cái cạnh như thế này. Cạnh 1 này, cạnh 2 này. Đấy. Sau đó các bạn vào chamfer. Đúng không? Bạn chamfer nó chọn số cạnh. Đấy, các bạn có thể chamfer nó như thế này. Xong rồi các bạn cảm thấy phù hợp rồi, các bạn nhấn ok thì cũng được, không có sao cả. Nhưng mà mình chỉ là muốn giới thiệu cho các bạn thêm một cái modify tên là chamfer thôi. Thì nó sẽ khác gì với cái lệnh chamfer ở đây. Thì đầu tiên là mình sẽ tạm thời tắt đi, đi mở này lên. Ok, thì nó sẽ khác ở cái chỗ là mình ban đầu là mình sử dụng cái modify chamfer ở nằm ở đây, thì nó sẽ chamfer hết
tất cả những cái bề mặt của vật thể ở đây như thế này. Đấy. Thì trong cái mục selection nó hỏi chúng ta, nếu chúng ta nhấn vào thì nó sẽ khá là nhiều câu hỏi, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là form start là gì, select s là gì và selected vertex là gì. Thì giả sử như mình chọn form start đi, thì ở dưới cái phần edit poly á, các bạn chọn s trước đi, các bạn chỉ chọn một cạnh thôi, xong ngưng, xong rồi các bạn ngay lập tức đừng có thoát cái lệnh này ra, các bạn chọn chamfer. Đấy, thì form start có nghĩa là các bạn không thoát bất kỳ một cái lệnh nào ở phía dưới mà chuyển ngay lập tức lên cái lệnh ở phía trên, thì nó sẽ hiểu cho các bạn như thế này. Model này có vẻ nó bị lỗi. Ok, mình copy lại cái object này và mình sẽ xóa cái chamfer này đi. Mình sẽ kiểm tra lại các vertex này nó có bị. Rồi okay, nó đã ổn định rồi. Thì mình sẽ chọn lại, mình chọn một cạnh trước, sau đó rồi ngay lập tức mình chọn cái chamfer này mà không thoát lệnh ở dưới. Dấu hiệu nhận biết là cái dấu thì cái dấu cạnh ở đây này, cái ký hiệu á, đấy thì các bạn có thể chamfer nó tăng cái số lượng cái khoảng cách của nó ra như thế này. Rồi thì đó là ý nghĩa của form start. Thế nếu bây giờ như mình quay lại, mình thoát cái lệnh này ra bằng cách ấn vào add, có nghĩa là thoát cái lệnh này ra, chamfer ở trên không còn có ý nghĩa nữa. Đấy là from start. Cái thứ hai, trong cái phần selection có tên là selected edge. Đây mình nhấn vào selected edge. Thì ở dưới á, cho dù các bạn có thoát cái lệnh này ra, nhưng mà mặc định á, trong cái edge này các bạn vẫn đang chọn cái cạnh ở đây, thì các bạn thoát ra nó vẫn hiểu ngầm là các bạn vẫn đang chọn nó. Thì ở trên á, cái phần chamfer á, nó vẫn hiểu cho các bạn. Rồi tương tự như vậy, cái vertex ở đây, vertex, nếu giờ mình chọn một cái trong phần chamfer, mình sẽ không để là selected edge nữa mà mình chọn là selected vertex. Đấy, thì nó sẽ hiểu cho chúng ta là nó sẽ chỉ chamfer, nghĩa là bọt vát cái góc này ở cái điểm mà mình vừa mới chọn thôi. Xong rồi, ngoài các cái chế độ 1, 2, 3 mà mình vừa mới giới thiệu xong, thì các bạn cũng có thể chọn những cái chế độ khác như on edge, thì có nghĩa là hơn thì nó chamfer hết tất cả các cạnh cho các bạn luôn. On vertex cũng vậy, thì mình không có xài những cái chế độ đấy, thì mình chỉ muốn tác động lên những vùng mà mình muốn tác động thôi. Ok, tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái cách mà gom hai cái object lại thành một và kết liên kết connect, là tạo những cái kết
kết nối những cái điểm với nhau, những cái đường với nhau và tạo ra quad poly. Thì mình sẽ nói quad poly là gì trước. Thì quad poly có nghĩa là mỗi cái miếng poly ở đây này mà có bốn cạnh bốn điểm á, đây cũng vậy, bốn cạnh bốn điểm này, thì gọi là quad poly. Đây, quad poly, quad poly, quad poly. Mà cái này thì không phải gọi là quad poly nữa, mà tại vì nó có quá nhiều đường, quá nhiều điểm, nó trên 4 thì không phải gọi là quad nữa. Rồi, attach hai object lại với nhau. Attach ở đây mình, các bạn có thể thấy là có hai object với nhau này. Thì có hai cái có hai object nó lại với nhau. Bây giờ mình sẽ chọn object thứ nhất, sau đó các bạn đưa chuột vào với mục attack ở đây, cái nút attack ở đây. Đấy, ở trên thì nó nằm ở đây, attack. Các bạn nhấn vào đó, lúc này con chuột nó sẽ bị biến đổi một chút xíu. Rồi các bạn chỉ cần chọn vào cái object nào mà các bạn muốn muốn gom lại thành một với cái object ban đầu ấy, các bạn cần nhấn vào là xong. Giờ thì hai cái đã trở thành một rồi này. Đấy, thì đó là cái tác dụng của cái attack. Và nếu như trong cái khung nhìn của các bạn á, các bạn muốn attack nhiều 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 đối tượng với nhau á, thì các bạn có thể nhấn vào cái ô vuông này, nó sẽ xuất hiện cho các bạn cái bảng attack list, là những cái object nào mà các bạn muốn attack. Đấy, nó sẽ hỏi những cái tên. Nếu các bạn đặt tên thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Thì các bạn có thể chọn nhiều đối tượng với nhau, các bạn nhấn shift giữ, hoặc là nhấn shift, xong các bạn nhấn control, xong các bạn nhấn shift, các bạn control, xong các bạn nhấn shift. Đấy, thấy không, là những cái đối tượng sau đó các bạn attach nó lại. Thì tất cả những cái đối tượng này nó sẽ gom về thành một object thôi, giống như là hồi nãy mình làm. Tiếp theo là phần connect. Thì bây giờ mình sẽ copy đối tượng này ra. Ok, và mình sẽ làm trên nó. Đầu tiên là mình sẽ attach đối tượng ở trên với đối tượng ở dưới. Xong rồi, mình kiểm tra. Bây giờ mình sẽ connect và tạo quad poly. Thì mình sẽ ấn vào cái polygon ở dưới này. Và mình sẽ insert nó như thế này. Đấy, insert nó như thế này. Mình delete đi. Delete cái polygon này đi. Sau khi mình delete xong á, thì mình sẽ bắt đầu tiến hành là dán cái điểm này vào đây bằng cái lệnh tên là well. Well á thì giống như là hàm vậy á, bắt điểm, dán điểm vậy á. Ví dụ như mình chọn hai điểm ở đây, xong rồi mình nhấn well, nó không được. Nên mà các bạn nhấn cái ô vuông này lên cho nó hiện cái bảng setting lên. Các bạn tăng cái khoảng cách mà nó có thể nhận bắt điểm á, các bạn càng tăng lên á, ok, mình đã hiểu nguyên nhân tại sao nó không 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 well, không well lại được rồi. Thì ở đây á, mình muốn nói với các bạn là trước tiên mà các bạn well á, thì các bạn phải xóa 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 cái mặt dưới này đi.
lý do là vì cái đền này á hiện tại nó đang được, nó hiểu là kín, hồi nãy á là nó hiểu là kín, nghĩa là ba mặt ghép lại với nhau thành một đó, chung lại một điểm, thì nó đang hiểu là cái đền này nó đang bị kín, nó chưa có hở. Bây giờ thì mình xóa đi rồi thì nó hở rồi, thì các bạn có thể coi như là gom hai điểm này lại đó, ví dụ thế này, xong rồi các bạn queo nó, tăng cái ngưỡng lên đấy. Khi mà các bạn tăng cái ngưỡng này lên nè, cái ngưỡng mà nhận á, nhận nhận khoảng cách á, thì hai điểm nó sẽ gom thành một. Nhưng mà mình thì mình sẽ không có xài cái queo này, lý do là vì nó sẽ làm sai cái khoảng cách của cái điểm ở đây, thì mình sẽ sử dụng cái phần target target well, thì sẽ cho mình là dán cái điểm này vào cái điểm này đấy. Các bạn chỉ cần nhấn vào đây trong khi cái này đang bật nhé, nhấn vào đây xong nhấn vào điểm thứ hai là ok rồi, là xong rồi. Tiếp theo mình chọn điểm này, tiếp theo cứ làm tương tự như vậy. Ok, thế còn những điểm này thì sao? Những điểm này á, các bạn thoát chế độ này ra, các bạn chỉ cần chọn cái phần cạnh, bạn chọn cạnh này, xong rồi các bạn nhấn ring. Đấy, thì nó sẽ chọn cho các bạn nhấn control để chọn tiếp hai cạnh còn lại. Ok, thì bây giờ các bạn sau khi các bạn chọn bốn cạnh xong á, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái lệnh là connect. Khi mà các bạn nhấn vào connect á, thì nó sẽ tạo ra một cái cạnh mới nối giữa hai cạnh còn lại, giống như là các bạn lấy một cái bút chì á, xong rồi các bạn coi như là kẻ một cái đường từ trung tâm cái cạnh trên xuống cái trung tâm cái điểm giữa của cái cạnh dưới, thì cái lệnh connect thì nó cũng tương tự như vậy đấy, giống như thế này. Ok, trong này các bạn đưa, sau đó thì các bạn chọn cái cạnh này, các bạn đưa vào cái đúng cái vị trí ở cái đường tiếp nối ở đây. Để làm được điều đó, các bạn bật snap lên và kiểm tra bằng cách nhấn chuột phải vào cái bảng, nhấn chuột phải vào cái nút này để kiểm tra xem nó đang có là chế độ điểm hay không. Ok, xác nhận rồi, kéo vào bắt điểm. Tương tự các bạn chọn hai cạnh ở đây, ring connect. Trong trường hợp này, nếu như các bạn thấy những đường xéo như thế này, các bạn chỉ cần chuyển qua chế độ điểm, các bạn di chuyển nó tới giống cái điểm nó đúng theo cái trục X là được, giống như mình đang làm bên này cũng vậy. Ring, bây giờ thì mình sẽ connect thành hai 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 cái. Mình nhấn lên số 2 để tạo ra hai đường kết nối. Ok, ok xong rồi. Nhưng mà hiện tại ở đây á, các bạn sẽ thấy là nó chưa có được queo lại, nó chưa có được dính lại với nhau, thì các bạn chỉ cần coi như là chọn những cái điểm này, các bạn sẽ thấy nó có là khoảng 8 cái điểm đang được chọn. Các bạn chỉ cần nhấn well, nó sẽ chỉ còn 4 điểm đang được chọn mà thôi, tức là có nghĩa là nó đã được dính lại với nhau rồi. Đây. Đấy, thì để coi như là sau khi dính lại với nhau á, thì mình sẽ cho các bạn xem là trên cái tai nghe ở đây. Đấy,
là sau khi các bạn attach cái phần ở trên á với phần ở dưới á như thế này, thì để làm được cái đường bo tròn uốn uốn lượn cong cong như thế này á, giống như cái hình ở đây, thì các bạn chỉ cần chọn cái cạnh ở đây, nhấn double click vào để cho nó chọn loop, hoặc là các bạn nhấn loop cũng được. Đấy. Sau đó rồi các bạn áp lấy cái lệnh chamfer vào, chamfer bao nhiêu cạnh, bấy nhiêu cạnh đấy, ví dụ như thế này. Sau đó các bạn cảm thấy ổn rồi các bạn nhấn ok là xong. Thì đó chính là attach, connect và tạo quad poly đấy. Ok, tiếp theo là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái làm chi tiết của cái edit poly ở đây. Trong trường hợp này là mình sẽ tạo ra một cái đường lõm giống như là ở đây. Đó. một cái phần nắp của một cái tai nghe. Như các bạn thấy nhìn sẽ dễ nhìn hơn. Đấy. Thì để làm được cái điều này á, đầu tiên là cái poly của các bạn á, cái miếng poly của các bạn á phải nhiều cái đường lưới giống như đây, nhiều cạnh như thế này. Sau đó các bạn để sang chế độ edit poly. Các bạn chỉ cần coi như là chút nó lên thôi, chút nó lên như thế này, sau đó các bạn chọn những cái chọn những cái poly mà các bạn muốn. Đấy. Tiếp theo là mình sẽ insert nó như thế này. Rồi. Để tạo được cái đường rãnh này thì các bạn chỉ cần nhấn shift. Nếu mà các bạn cảm thấy như nó chọn đúng ý mình rồi á, các bạn thả ra. Rồi các bạn chỉ cần adjust xuống như thế này là được. Ok, xong. Thì đấy là cái cách mà mình làm cái nắp như thế này, cũng khá là đơn giản. Rồi, đến cái phần mà hai cái phần mà mình muốn giới thiệu cho các bạn chính là hai cái modify cũ và mới. Mình nói cũ và mới ở đây á, thì mình sẽ quay lại cái tai nghe của mình. Đó là các bạn cảm thấy như nó rất là mượt phải không ạ? Ví dụ ở đây trong trường hợp này là mình thử bộ cái Turbo Smooth ở đây này. Turbo Smooth này. Nó sẽ tăng cho các bạn cái polygon, số lượng polygon lên và làm cho cái bề mặt của cái tai nghe này nó mịn màng hơn. Đấy, rất là mịn. Ở dưới cũng vậy. Nó có một cái modify tên là Turbo Smooth. Như trong trường hợp này nó khá là mịn. Tắt nó đi thì nó khá là gồ ghề. Thì cái công dụng của cái Turbo Smooth ở đây á, mình tạo ra cái một cái vật cơ bản như thế này từ một cái box thôi. Sau đó mình ngồi mình áp poly và edit poly vào rồi mình chỉnh sửa thôi. Thì sau đó là qua đây mình cho nó một cái modify
modify này nó tên là Turbo Smooth. Các bạn nhấn chữ T cho nó kéo xuống cho nó nhanh. Turbo Smooth. Thì cái Turbo Smooth này á, đầu tiên là nó sẽ tăng cho các bạn cái số lượng polygon lên như thế này, bao nhiêu lần nó tăng lên, 4 lần tăng lên, 5 lần tăng lên, càng tăng càng mịn. Đó, càng tăng thì càng mịn. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm, đó là nó tăng đều quá. Nó không có, mình không có thể nào mà chỉnh sửa nó được. Ví dụ như mình muốn cái cạnh này nó không có bo, nó giữ nguyên, thì mình không thể nào làm được. Thì có một cái modify khác cũng giống như Turbo Smooth, nhưng mà nó tối ưu hơn. Thì cái phiên bản Max 2016 á, trở về sau á, nghĩa là 2016, 2017, 2018 như thế này nè, thì nó có một cái modify tên là Open Subdivide. Open Subdivide. Thì trong đây mình sẽ tắt cái Open Subdivide với preset này đi, thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Nếu như mình chỉ bật cái Open Subdivide không, thì nó cũng giống y chang giống như là Turbo Smooth vậy, không khác gì cả. Nhưng các bạn nhìn thấy nó không khác gì cả. Thế thì tại sao mình phải thêm cái modify tên là preset này vào? Preset này nó nằm ở đây nè, preset nè. Thì mục đích của preset á, mục đích của preset là mình chọn những cái đường. Ví dụ như bây giờ mình xóa cái preset này đi, mục đích là mình chọn những cái đường mà mình muốn giữ á, thì nó không có bo tròn đó. Ví dụ như bây giờ mình chọn cái cạnh này đi chẳng hạn. Ví dụ như đây, mình sẽ tạo ra một cái set mới, mình đặt tên nó là 1. Mình nhấn vào tạo ra một cái set mới. Cái 1 này á, bây giờ ban đầu á, thì nó sẽ bằng 0, thì nó vẫn không có thay đổi gì cả. Đây, nó bằng 0. Nhưng mà nếu như mình tăng lên thành 1 đấy, tăng lên thành 1 và trong Open Subdivide, thì các bạn thấy tắt đi, mở lên, tắt đi, mở lên, rõ ràng là nó có một cái sự thay đổi. Nghĩa là ở cái cạnh này nó không hề bo tròn một chút nào cả. Đấy, các bạn có thể thấy. Và để dễ cho cái việc mà thao tác của các bạn đó, theo cái ý của các bạn mong muốn đó, dễ dàng hơn đó, mình khuyên các bạn nên chọn cái gọi là Show and Reason On Off Toggle. Thì nó sẽ cho phép các bạn là xem những cái modify ở phía trên cái modify mình đang chọn. Ví dụ như thế này. Đó. Mà mình không cần phải thoát ra là lên trên kia thao tác nhiều như vậy. Đây là mình hạ xuống thành 0 1 0 1 0 1. Đấy, như các bạn thấy. Thấy không? Và tương tự như là cái cạnh này, mình sẽ chọn cạnh này đấy chẳng hạn. Đó, những cái cạnh, ba cạnh này, sau đó mình tạo ra một cái set mới, mình đặt tên là 2 preset. Rồi bây giờ mình tăng lên. Đấy, như các bạn thấy, nó cho phép mình giữ lại cái trạng thái cạnh khi mà chưa có bo, giống như Turbo Smooth vậy. Rất là tiện lợi phải không ạ? Mình có thể tạo ra những cái bề mặt coi như là không có phải là bo hết tất cả những cái đường này.
như vậy thì nó không có đúng ý mình. Và trong trường hợp của cái tai nghe thì có những trường hợp mình sử dụng như vậy, đó chính là những cái đường này đây, đây cái đường sống gân này, là mình không hề coi như là muốn coi như là muốn nó bo hết từ 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 cái cạnh này lên đến cạnh này. Như vậy nó chỗ này nó bo tròn đi thì nó sẽ bị xấu đấy. Thì tất nhiên là trong trường hợp này là mình cũng có tăng tăng lưới lên rồi, chứ không phải là không đâu, tăng lưới lên rồi. Mà nếu các bạn không tăng lưới lên á, các bạn cũng có thể sử dụng crease preset như thế này. Thế thì quay lại cái modify turbo smooth này, thì liệu có cách nào không sử dụng preset, không sử dụng nó nhưng mà vẫn giữ được cái biên dạng của phần này không? Thì mình trả lời là được, nhưng mà các bạn sẽ khó quản lý đó. Cái đó là cái khó quản lý của các bạn. Bạn vào Edit Poly, các bạn chọn Edge, đúng không? Các bạn tắt cái Show End này đi. Ví dụ như mình chọn cái cạnh này, rồi mình bật cái Show End lên. Ở đây nó có cái mục gọi là Edge Property, đó, những cái thông số của Edge. Thì bây giờ mình tăng cái crease này lên, tăng lên, tăng lên. Đấy, như các bạn thấy mình tăng lên thì nó cũng 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 không có bo bo góc của cái mặt trên cái mặt dưới nữa. Nhưng mà như mình nói á, giả sử như cái vật thể của các bạn nhiều cái cạnh quá rồi, sao mà các bạn quản lý được? Thì cái này nó chỉ phù hợp với cái thế hệ Max dưới 2016 thôi, thì ai làm quen thì người đó biết. Còn những người nào mà nhận file, ví dụ làm việc nhóm đi, nhận file với nhau sao mà biết được, chỉ có người nào làm mới biết thôi. Thì cái này nó khá là bất tiện, bởi vậy nên người ta mới tạo ra một cái modify riêng tên là preset, giống như cái modify chamfer vậy á, giống như modify chamfer vậy. Tại sao trong edit poly nó vẫn có chamfer đây này, vẫn có chamfer, nhưng mà người ta lại tạo riêng ra một cái modify chamfer nữa là để quản lý các bạn. Dễ, mục đích chỉ có như vậy thôi. Tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn nó chính là modify band. Thì như các bạn thấy thì cái tai nghe của mình ở đây này, bây giờ mình ấn vào cái phần trên của cái tai nghe nhé, mình tắt cái band đi. Đấy, không phải lúc đầu mà mình dựng hình cái tai nghe này mà nó nằm nó nằm như thế này luôn đâu, bởi vì nó khó làm lắm. Mình làm ban đầu á là nó thẳng băng như thế này này đấy, sau đó rồi mình áp một cái modify tên là band. Cái số 110 này là mình do mình rename, mình đặt tên lại thôi để mình nhớ được cái góc mà mình bẻ là 110 độ đấy. Thì cái modify band ở đây á, mình sẽ quay lại phía bên kia mình giải thích cho các bạn mình bẻ cái tai nghe của mình như thế nào. Thì ở trong modify band đầu tiên mà các bạn muốn bẻ cong các vật thể thì các bạn phải tăng lưới nó lên, tăng lưới nó lên, tăng mấy cái cạnh này lên, lý do là để cho nó không có bị gấp khúc. Nếu như bây giờ ngay từ lúc này á mà các bạn bend á, ví dụ như bend là lúc này đúng không, x 40 x 45 độ, bây giờ mình cũng chọn chụp x 45 độ đây, chuyện gì sẽ xảy ra nè? Rõ ràng là nó không có bend được giống như thế này đúng không ạ? Bởi vì nó thiếu cạnh, thiếu lưới, nó thiếu nơi để nó bẻ. À, nó thiếu nơi để nó bẻ, nó không có ra được cái hình thù cong như thế này, mà nó chỉ cong được theo những cái đường gấp khúc như thế này thôi. Càng nhiều lưới càng tốt cho cái việc bend. Đấy, cái ý nghĩa của việc mà mình tăng lưới nó lên là có ý đồ hết.
Và các cái thông số như là angle này hay là direction này á, thì mình nghĩ là các bạn có thể tự mò đấy, tìm hiểu đấy, thì các bạn sẽ coi như là sẽ cảm thấy nó phù hợp với cái file của các bạn hơn. Chứ bây giờ mình giải thích nó là phải như thế này, phải như thế kia thì nó không có đúng. Tùy trường hợp mà làm. Trong trường hợp này là mình để mặc định direction bằng không, angle là như đây, hoặc là đến bên cái trục x, trục y, trục z, mình chọn trục x thôi. Những vật thể của bạn phải, mình các bạn phải phải vào hierarchy các bạn xem, đúng không? Đây trục x nè, bẻ theo trục x nè, bẻ xuống nè, đó. À, như vậy rất là mất công. Các bạn nó có ba trục thôi, các bạn cứ ấn đi, cứ ấn đến khi nào mà các bạn cảm thấy hợp thì thôi. Đó, đó là cái cách nhanh nhất mà các bạn xử lý tình huống, chứ không phải là vào hierarchy rồi xem đúng đúng nọ sai sai cái kia, không nên làm như vậy. Tiếp theo mình nói đến cái phần limit, là phần giới hạn. Với phần limit giới hạn này, như các bạn thấy là mình nếu như mặc định là tắt đi á thì nó ban á, mình sẽ uốn cong nó mặc định là nó uốn cong hết luôn đó. Nó thay đổi á, số này vô nghĩa. Nhưng mà mình chỉ muốn là giữ cái phần, coi như là cái phần từ cũ, từ 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 gốc ở đây nè, là cái phần đầu của tai nghe ấy, tới cái phần thân của cái tai nghe gần giữa cái tai nghe một chút xíu, và từ đó mình mới uốn cong nó giống như thế này đó. Đó, giống như thế này, từ đây á mình mới uốn cong thôi, từ đây cũng vậy, mình mới uốn cong thôi. Đó. Bên này cũng vậy. Thì để làm được điều này á, các bạn khi mà cái mũi tên này các bạn xỏ xuống nè, bây giờ mình đưa về mặc định bằng không trước nhé. Không nhé. Rồi. Ben thì mình delete luôn nhé, mình đưa về Ben, mình uốn cong trục x như thế này, đấy, cong xuống hết luôn. Thì các bạn có thể trong đây các bạn có thể chỉnh cái gọi là cái center, cái trung tâm, cái nơi mà nó nhận gốc đầu tiên để nó phát triển cái lệnh Ben ra. Thì các bạn nhấn vào nó, các bạn có thể di chuyển nó ra như thế này hoặc như thế này đó, nó thay đổi cái tâm mà tâm uốn cong của các bạn đó. Rồi tiếp theo là các bạn bật cái limit này lên, cái giới hạn đó. Khi các bạn bật lên đó, nó sẽ hỏi các bạn là up limit và low limit, thì cái giới hạn trên với cái giới hạn dưới. Giới hạn trên á là giới hạn từ 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 cái gốc á, cái gốc á đổ sang cái phương x, là cái trục x này nè, là cao nhất là ở đâu. Như các bạn thấy bây giờ mình để cao nhất, có phải là cái này nó đang đi xa ra nè, thấy các bạn thấy không, nó đang đi xa ra nè. Đấy. Còn giới hạn dưới á, các bạn hạ nó xuống á, nó chỉ có theo trục âm á, các bạn cũng thấy nó đang đi xa ra nè. Thấy không? Thì sau khi mình bend á, đây. Đấy. Thì nếu như mà mình để low limit là mình muốn giữ lại cái phần mà từ gốc trở về sau, trở về trước á thì mình chỉ cần nhấn nhấn về không thôi, đưa về không, nó không có uốn. Còn ở trước á, mình mới muốn nó uốn thì mình uốn nó thôi. Đó, ví dụ như thế này. Đó. Ý nghĩa của cái limit này là như vậy. Còn Zimo á, Zimo là cái trạng thái của vật thể. Nhưng các bạn thấy là khi mình các bạn có thấy cái đường màu cam này không ạ? Đó, Zimo là những cái đường bao vật thể của các bạn. Mỗi vật thể nó đều có cái Zimo riêng của nó. Và khi các bạn thay đổi cái Zimo này á, cái Zimo á
Zigmo chứ hả? Zigmo. Đấy. Thì các bạn có thể làm animation đơn giản như là trong việc này là giả sử như có một cơn gió nó thổi từ 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 phải qua trái đến đây. Đấy. Thổi ngái cái thằng này nó bị uốn cong xuống. Đấy. Làm một cái animation rất là đơn giản phải không ạ? Đấy. Cái Zigmo này là cái nó ghi lại cái trạng thái ban đầu của vật thể của bạn. Các bạn đưa tới đâu thì nó nhận tới đó, đưa đến đâu nó nhận tới đó. Thì mình sử dụng cái Zigmo này, mỗi cái modify nó có một cái Zigmo riêng. Có những cái modify nó sẽ có một cái tên Zigmo này và mình sẽ giới thiệu sau. Ok. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái modify tiếp theo là modify symmetry. Symmetry thì như các bạn thấy ở cái tai nghe này của chúng ta á, các bạn thấy là mình không có làm hai cái bên như thế này đâu, mà mình làm chỉ có một bên thôi. Thật, mình làm có một bên thôi. À, cái symmetry đây. Riêng cái này thì mình copy ra xong rồi mình xoay nó lại thôi. Đây, symmetry. Symmetry là cái modify dùng để coi như là giống như một tấm gương vậy. Vật thể này á, mình nhấn vào edit poly nhé. Đấy là mình làm một cái edit poly đơn giản. Vật thể này nó bên này nó có cái những cái điểm di chuyển ra như thế nào, thì vật thể bên kia là vật thể symmetry. Thế nào, symmetry này nó cũng thay đổi như vậy đấy, nó cũng thay đổi như thế này. Công dụng của symmetry nó khá là hay ở chỗ đó, cho phép các bạn là không cần phải làm cái mặt bên kia mà nó vẫn đối xứng với nhau đấy. Và cái điều lưu ý là khi mà các bạn áp áp cái modify symmetry này á, các bạn vào phần mirror, cái gương á, mirror cái gương á, các bạn mà thay đổi cái khoảng cách của nó thì nó cũng sẽ thay đổi theo. Nó là cái nơi nơi cái nơi mà đối xứng á, lấy trung tâm làm đối xứng á, đấy nói cho dễ hiểu. Ok, tiếp theo là đến cái phần mà sẽ rất là mất thời gian, và cái phần này mình sẽ xin nói sau. Nó tên là modify glow và modify pocket, thì phần này mình sẽ nói sau cùng. Phần tiếp theo, modify tiếp theo, à không phải là cái modify nữa mà là cái tính năng trong align. Nó tên là spacing tool. Thì như ở đây mình sẽ zoom zoom lên cái bên trong tai nghe. Như các bạn thấy là nó có mấy cái đường chỉ này, đường chỉ khâu á, khâu 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 là khâu cái tai nghe trên cái mấy cái phần da lại với nhau á. Để làm được điều này á, đó, để làm được điều này mình sẽ không thể nào mà copy xong ngồi xoay nó, copy xong ngồi xoay nó. Làm như vậy rất là cực. Nó có một cái công cụ tên là spacing tool. Tạm thời mình sẽ xóa những cái đối tượng này đi, xóa đi, xóa luôn. Mình vẽ một cái hình tròn ở trong create và circle như thế này đấy. Sau đó mình tạo ra mấy cái đường chỉ, tạm thời mình sẽ vẽ một khối box như thế này. Và các bạn chú ý nhé, các bạn vào tool align spacing tool có viết tắt là shift y spacing tool, bạn chọn vào xuất hiện là một cái bảng hỏi các bạn làm cái gì. Thì các bạn pick path. Path có nghĩa là cái đường này, nó gọi là cái đường path, cái gọi là đường á, dịch ra gọi là cái đường á, pick path.
với chọn toát cái đường đó, thì nó sẽ xuất hiện ra hai cái, nhưng mà thực tế là ba cái vậy, bốn năm, à nó tính luôn cái đầu tiên, nó tính luôn cái đầu tiên, kệ nó đó. Thì các bạn cứ chọn thôi, thì các bạn thấy là nó không có đi theo cái đường này đúng không? Thì ở đây dưới này nó có cái nút gọi là follow, thì các bạn chọn follow follow thôi, có nghĩa là đi theo thôi, thì nó sẽ đi theo cái trục x, nó lấy trục x làm chuẩn đó, nó sẽ đi theo cái trục x này là lấy làm chuẩn, đi ngược kim đồng hồ hay không ngược kim đồng hồ thì mình thấy là nó đi cùng chiều kim đồng hồ á. Rồi ở đây nó hỏi là copy instant hay reference, thì mình chọn là instant. Thì thường thì mình sử dụng spacing tool thì mình muốn các vật thể này coi như là nó instant với nhau hết, mình sẽ apply nó. Ok, xong rồi close. Thì ở đây nếu mà mình có thay đổi cái kích thước ấy, thì mấy cái sau nó cũng thay đổi theo, ví dụ như thế này chẳng hạn. Đấy, các bạn có thể làm DJ ở đây cũng được. Đấy là modify spacing tool để làm những cái đường chỉ ở đây cho ta nghe. Ok, tiếp theo modify tên là modify width. Thì cái modify này á, mình để mình làm cái phần dây của cái tai nghe này, đấy, nó uốn cong lượn 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 rất là nhiều. Để làm được cái dây đấy thì đầu tiên mình delete cái này đi, đầu tiên là mình vẽ một cái line dây bằng cách là vô phần create cái bảng, nên là bảng save, cái tab shape này nè, mình chọn line không, mình ngồi vẽ thôi. Đấy, sau khi vẽ xong á thì mà các bạn thấy nó bị gấp khúc đúng không, giống như thế này. Thì để cho nó không bị gấp khúc nữa thì các bạn vào phần vertex, vertex các bạn chọn những cái vertex này, bạn click chuột phải, click chuột phải vào đâu cũng được, vào màn hình này vào đâu cũng được. Ở đó các bạn chọn thứ nhất là smooth, tức là tự động nó bo tròn các bạn, làm cho nó mịn. Thứ hai ban đầu mặc định nó là corner. Thứ hai là bezier, nó sẽ cho các bạn những cái tay cầm. Đấy, những cái tay cầm như thế này, các bạn có thể bẻ cong nó theo ý của các bạn. Đấy, như thế này chẳng hạn. Đấy. Thứ ba là bezier corner, là line với bezier và corner. Thì cái này á nó sẽ cho phép các bạn coi như là điều chỉnh cái tay cầm nhưng mà tại cái vị trí của nó thôi, nhưng còn cái vị trí này là nó riêng rồi. Đấy, bezier corner thì mình sẽ chỉ sử dụng cái bezier thôi. Đấy, thì mình làm cong thôi, nó đơn giản phải không ạ? Ok, xóa nó đi. Quay lại cái sợi dây của mình. Thì mình tạo thêm một cái đường hình tròn nữa, cái circle nữa. Đây này, một cái circle. Thì bằng cách là vô phần create rồi cái bảng shape là tạo ra cái circle. Trong cái phần line á, mình chọn cái modify tên là sweep, kéo xuống nằm ở cái mục sweep đây, sweep. Đấy, thì lúc đầu nó sẽ hỏi chúng ta là use build select selection, là những cái có sẵn như là angle bar, rất là nhiều thứ. Các bạn có thể chọn những cái có sẵn ở đây, hoặc các bạn cũng có thể chọn những cái mà custom, tức là những cái các bạn tạo ra. Thì các bạn chọn ở đây, các bạn chọn tick, chọn cái circle các bạn vẽ ra giống như thế này chẳng hạn. Thì khi mà các bạn chọn xong á, các bạn có thể chỉnh sửa nó. Ví dụ như mình hạ cái step này xuống,
không. Đấy, xong rồi mình tăng từ từ lên, tăng từ từ lên. Đấy, có nghĩa là cái vật thể này á, nó sẽ điều chỉnh cái hình dáng mặt cắt của cái sweep. Ví dụ như giờ bây giờ mình thêm cái modify tên là edit spline, nghĩa là cho phép sửa spline, thì mình thay đổi cái điểm này như thế này đấy thì nó cũng tự động thay đổi theo luôn đấy, các bạn thấy không? Thì tương tự như vậy, tương tự như vậy, mình không có muốn sử dụng hình tròn nữa, mình sử dụng bất kỳ một cái hình nào mình muốn thì nó cũng vẫn hiểu cho các bạn. Đây, nó vẫn hiểu. Ok, nó là modify sweep để mình sử dụng để tạo ra cái dây, khá là đơn giản. Tiếp theo là mình sẽ nói cho các bạn về cái cách để làm ra một cái lỗ từ một cái polygon. Thì cái điều này cũng khá là quan trọng, thì nó là một cái tiền đề để các bạn có thể dựng hình ra những cái chi tiết phức tạp. Thì cái lỗ này mình tạo ra nó nằm ở cái phần mà điều khiển. Ví dụ như đây chẳng hạn. Đó, đây. Thì mình sẽ nhấn vào isolate ở đây hoặc là nhấn alternate q. Alternate q để coi như chỉ xuất hiện cái bề mặt của vật thể này thôi. Thì đây là cái phần mà mix, phần mà nhấn nút này, cái phần mà gạt âm lượng ở đây này. Đó. Thì nó cũng là một từ một cái polygon trơn tru như thế này thôi, nhưng mà sau đó thì nó sẽ bị sau đó thì nó sẽ bị đục lỗ. Thì nguyên tắc đục lỗ, nguyên tắc mà để đục lỗ thì nó từ một cái điểm, một cái điểm ở đây, xong rồi mình tạo ra một cái hình tròn. Đấy, nói đơn giản vậy thôi, không có gì cả. Thì ở đây á, mình sẽ có một cái circle mình tạo ra, mình tạm thời mình copy nó qua đây. Ồ, à, nếu như mà trong quá trình mà các bạn làm á, thật cũng may mắn thật. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là trong trường hợp mà nó xuất hiện cái bảng application error như thế này á, nghĩa là mask của các bạn á là nó đang bị vấn đề lỗi rồi đấy, mà đột ngột như nó văng ra ngoài á, à, nó sẽ hỏi các bạn là có muốn lưu tạm thời cái file của các bạn không á. Đó, lưu tạm thời cái file của các bạn không á, thì các bạn nhấn ok nhé, các bạn nhấn ok nhé. Giờ mình cũng nhấn ok luôn, ok thì nó sẽ lưu cho các bạn đây nè. Đấy, sau đó nó sẽ nói với các bạn là cái scene nó vừa được lưu ở trong ổ D, 3D Max, Auto Park, Rapido Studio, Headphone Explain. Có chữ cái chữ quan trọng là chữ Recover. Đây, Recover đây. Mask.mask. Rồi, bây giờ application will close, có nghĩa là nó sẽ đóng lại. Và những cái chứa trong cái file này có thể nó sẽ phụ thuộc vào cái tình trạng nó bị lỗi, nghĩa là nó không hoàn toàn nó phục hồi cho các bạn hết. Nhưng mà do cái file của mình nó cũng khá là đơn giản nên chắc chắn là nó sẽ phục hồi hết thôi, không có gì cả. Bây giờ mình nhấn ok nó sẽ tự động nó đóng lại, sẽ xuất hiện cái bảng. Các bạn có thể gửi cái chi tiết là cái quá trình mà các bạn đang làm cho Autodesk để nó kiểm tra lỗi không, nhưng mà thôi khỏi đi. Đúng không? May mắn thật là nó xuất hiện cái bảng này mình chỉ luôn cho các bạn. Ok. Rồi, hồi nãy nó nói là trong cái đường dẫn ổ D, 3D Max Project, Auto Park. Đây. Nó xuất hiện Rapido Studio, Headphone, Explain, Recover. Rồi, các bạn chỉ cần nhấn lên mở lên thôi. Đấy, nhấn lên mở lên.
Ok. Đấy, hồi nãy nó vừa mới văng ở cái khúc này xong thì nó bây giờ mình mở ra cũng đúng vào cái khúc này luôn. Không có gì thay đổi cả. Rồi. Thì bây giờ ấy, là để tạo ra được một cái lỗ giống như thế này. Thì đầu tiên là trên một cái bề mặt, giả sử như nó cong cong như thế này đi. Đấy. Mình để top cho dễ nhìn. Thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái hình tròn. Có một cách, đây là cách thứ nhất nhé, tạo ra một cái hình tròn. Sau đó mình bắt điểm vô cái điểm trung tâm này, mình vẽ lên. Vẽ lên, nếu mình xác định cái đường kính của nó, bán kính của nó như thế này đi. Thì các bạn nên thấy chú ý một chút xíu, đó là các bạn ban đầu đừng có làm mịn cái đường hình tròn này quá. À, lý do là vì cái poly của mình nó theo nguyên tắc là dựng từ quad poly, nên các bạn vào cái interpolation này, các bạn giảm xuống để số 1 thôi. Đây nè, lý do là về cái điểm này nè, nó sẽ bắt vào cái điểm này, nó tạo ra quad poly ở đây, quad poly ở đây và quad poly ở đây. Đấy, quad poly ở đây. Ở đây cũng có quad poly luôn. Đây cũng vậy, mình sẽ nối một cái điểm ở đây lên đây. Thì bây giờ mình sẽ thoát cái lệnh circle này ra. Đấy. Thoát cái lệnh circle này ra. Rồi, trong cái phần modify á, các bạn thêm cái edit poly vào, thêm cái edit poly. Rồi, ở trong cái edit poly á, nếu như cái mình sẽ nhắc lại là nếu khung nhìn của các bạn mà nó nằm ở đây á, giả sử ở đâu đó các bạn nhấn Z, nhấn phím Z để nó tập trung vào cái object mà các bạn đang chọn. Rồi, ở trong cái này có cái nút tên là cut, cắt á, lấy kéo cắt 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 á, nhấn vào. Thì bây giờ các bạn sẽ chọn cái điểm, những cái điểm mà trên cái đường tròn mà mình vừa mới vẽ. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, xong. Thì bây giờ thì các bạn đã thấy là nó sẽ tạo ra những cái điểm xung quanh, những cái đường xung quanh cái poly của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ vào chế độ là vertex, thoát cái cut này ra. Ok, rồi bây giờ chọn cái điểm ở đây nối với cái điểm này. Cách thứ nhất là các bạn chọn connect, cái phím tắt dành cho connect á, nó gọi nó là control shift e. Đấy, các bạn chọn hai điểm sau đúng không, các bạn nhấn control shift e, đó nó tự động nó nối lại. Chọn hai điểm, control shift e, chọn hai điểm, control shift e. Ok, xong. Thì sau khi mà các bạn làm xong như thế này á, ổn chưa nhỉ? À, mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Ok, sau khi mà các bạn kiểm tra xong mà cảm thấy ổn rồi á, các bạn hãy chọn những cái polygon ở trong này, các bạn xóa đi. Các bạn có thể thấy là cái chữ mà by vertex không? Các bạn chọn nhấn vào nó. Các bạn nhấn vào cái điểm ở trong này, tự động nó sẽ chọn những cái polygon xung quanh cái điểm đấy. Chọn xong rồi các bạn tắt nó đi, các bạn scroll nó lên. Các bạn xóa nó đi. Ok. Bây giờ các bạn còn nhớ cái hình tròn vừa rồi của mình không? Đây.
Bây giờ đã là cái lúc mà các bạn tăng cái mật độ nó lên, cái step này lên, tăng lên 3. 3 là bởi vì nó vẫn giữ được cái điểm này và nó thêm một cái điểm này nữa nên mình còn nhận số 3 nó khá là phù hợp. Rồi ok. Bây giờ mình vào cái chế độ vertex. Mình kéo cái điểm này lên trên này. Đây. Và mình vẫn giữ snap nhé. Mình vẫn giữ snap ở đây. Cái toolbar này á gọi là Phoenix SD á, thì sau này mình sẽ nói nó sử dụng để làm hiệu ứng thôi. Nhìn có vẻ hơi rối một chút xíu. Mình sẽ tắt nó đi. Mình sẽ di chuyển nó lên trên này. Một cái. Hai cái. Ok. Xong. Thì như các bạn thấy là cái hình tròn của chúng ta nó đã bắt đầu nó mịn hơn rồi. Đúng không? Thì tất cả những cái điểm này nó đều được nối lại với nhau rất là đều. Và nó tạo ra ở xung quanh những cái điểm khác nối lại với nhau tạo thành một cái miếng quad poly. Nghĩa là polygon là dạng 4. Rồi. Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra xem là chúng ta có còn có bị cái vướng mắc gì không. Thì các bạn khi mà các bạn để như thế này này. Để front đi. Rồi, các bạn sẽ thấy có một cái điều khá là nhức nhối ở đây. Đó chính là những cái điểm này. Hồi nãy khi mà các bạn kéo á, các bạn có nhớ không? Các bạn kéo ra á thì nó vẫn là lấy cái biên cái độ cao cũ của cái vị trí ở đây chứ nó không có lấy độ cao ở cái vị trí ở đây, thì khi các bạn kéo ra nó sẽ bị sai. Thì để sửa nó chỉ có cách là dựa vào kinh nghiệm thôi, có nghĩa là các bạn phải dựa vào kinh nghiệm để xem một cái hình tròn, một cái trụ tròn giả sử như nó đục xuống như thế này, nó cắt như thế này thì nó sẽ như thế nào. Thì thực tế mà nói á, thì nó sẽ không có nhấp nhô nhiều như thế này đâu, nó sẽ hạ thấp xuống một chút xíu. Cái này là dựa vào kinh nghiệm thôi nha các bạn. Đấy. Tương tự như những cái điểm ở đây mình isolate nó tạm thời led đây. 4 điểm nó được chọn. Mình kéo xuống chút xíu. Đấy. Thì đây nó dựa vào kinh nghiệm thôi. Ok. Đó là trung bình giữa điểm độ cao ở đây với ở đây này. À, hồi nãy là mình không có di chuyển cái này. Nó là trung bình thôi. Nên các bạn tạo ra một cái đường thẳng nối từ đây đến đây là mới gọi là chính xác. Run cũng vậy, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại. Kiểm tra lại. Ok. Xong. Đấy, thì bây giờ nó đã là một cái lỗ khá là đẹp. Mình tắt isolate đi. Mình kiểm tra coi bên này coi. Rồi bây giờ thì sau khi tạo xong cái lỗ mà low poly như thế này, bây giờ mình sẽ tăng nó lên thành high poly. Đó là poly ở mật độ cao á bằng turbo smooth cho nó đơn giản. Turbo smooth ok tăng lên 2 rồi xong. Nhưng các bạn thấy là nó khá là mịn màng phải không ạ, khá là mịn đấy. Thì đây là cái cách để các bạn tạo ra một cái lỗ từ một cái bề mặt poly. Hồi nãy là mình nói với các bạn là cách thứ nhất. Cái cách thứ hai là cái cách như thế nào? Cách thứ hai á, là ví dụ như là bây giờ
copy cái này ra một bên, delete hết đi cũng được, copy nó ra. Mình tạo ra một cái cylinder. Đấy, mình đưa vào trung tâm của cái này. Mình đưa vào trung tâm của cái miếng poly ở phía dưới. Sau đó rồi mình hạ cái này xuống như thế này. Rồi, mình chọn miếng poly ở dưới. Mình để edit poly. Cũng không cần đâu, không cần đâu. Bây giờ mình chọn compound ở trong cái phần create này nè, trong phần geometric á, geometry á, bạn thay vì để standard primitive thì các bạn chọn compound object, các bạn chọn proboline. Proboline á nó sẽ cho phép các bạn cắt vật thể A đến vật thể B hoặc là dán vật thể A đến vật thể B luôn, subject là cắt, union là hợp, intersection là giao giao nhau á. Ví dụ như hai cái nào mà nó giao nhau thì nó sẽ lấy. Thì bây giờ mình sẽ nói về subtraction, nghĩa là cắt, start picking là chọn. Thì như các bạn thấy là nó sẽ cắt cái vật thể ở trên và tạo ra một cái lỗ ở dưới như thế này. Nhưng mà các bạn hãy chú ý là cái lỗ này nó không phải là cái lỗ này nó hoàn toàn không phải là hai poly đấy, không phải là hai poly, và như các bạn thấy là nó không không phải là quad poly, mình xin lỗi, không phải là quad poly và nó sẽ khá là phức tạp nếu như trong quá trình mà các bạn turbo smooth lên. Thì bây giờ mình sẽ turbo smooth lên cho các bạn xem nhé. Turbo smooth lên. Đây, nó sẽ bị lỗi như thế này. Lỗi khá là khó chịu. Tất nhiên là nó cũng tự động nó làm quad poly cho các bạn rồi. Nhưng mà nó khá là khó chịu cái chỗ là nó khá là không có đẹp giống như bên này phải không ạ? Mình sẽ sửa nó bằng cách là edit poly. Tắt này đi. Ok. Thì như các bạn thấy là 2 3 4 bên này chỉ có 2 thôi. Thì như các bạn thấy là khi mà nó tạo ra cái lỗ ở đây này của cái propylene á, thì nó có một cái nhược điểm là nó sẽ tạo ra một cái lỗ rất đẹp. Nếu như mà cái ban đầu mà các bạn cắt á, cái mà cái cylinder của bạn á đẹp, nghĩa là không có nhiều cạnh như thế này á, thì khi nó cắt á nó sẽ đúng, thì các bạn turbo smooth lên á thì nó sẽ coi như là nó mịn luôn. Còn nếu như ban đầu mà nó đã không mịn rồi thì các bạn turbo smooth lên nó cũng sẽ bị lỗi giống như thế này. Đấy. Thực ra cũng không biết gọi là lỗi hay là cái gì, nhưng mà rõ ràng là nó cũng không được đẹp lắm. Thì nói chung là một cái bề mặt gì đó nó không được đẹp lắm thì mình thì gọi nó là lỗi vậy. Rồi. Thì mình không khuyến khích là các bạn sử dụng propylene. Nhưng mà trong những trường hợp mà các bạn đục á, các bạn đục từ một vật thể này sang vật thể khác á, mà các bạn không cần phải chỉnh sửa gì nữa thì propylene là cực kỳ tốt, có nghĩa là nó tùy trường hợp các bạn sử dụng, không có cái nào gọi là tốt nhất hết. Rồi, ở phần bên này cũng vậy, như các bạn thấy là mình từ cái bề mặt này này, đúng không? Edit poly, mình thêm một cái edit poly nữa, rồi mình thêm một cái edit poly nữa, mình chọn border, tức là những cái cạnh xung quanh một cái lỗ,
Sau đó mình nhấn shift, giữ shift, mình kéo nó lên như thế này. Đấy. Sau đó là mình chọn những cái cạnh ở đây. Đấy. Hoặc là mình chamfer, hoặc là mình chamfer giống như mình đang làm ở đây. Hoặc là nếu như mình có sử dụng cái OpenShift device thì nghĩa là tăng tăng lưới nó lên đấy, thì mình cũng có thể sử dụng sweep loop ở đây, nhấn sweep loop ở đây. Đấy, thì khi mà để OpenShift device nó tự động nó làm mượt cho mình cái khúc này. Được không? Tắt nó đi. Đấy. Thì ở cái phần coi như là phần rắc cắm á, phần rắc cắm này nè, mình nối từ cái trên xuống cái dưới á, như các bạn thấy cái phần này nó hơi thẳng thì các bạn do các bạn chỉnh cái vertex thôi, thì do cái thao tác tay của các bạn thôi, thì cái rắc cắm chỗ này thì nó không có tròn, nó hơi bè bè ra một chút xíu đấy, các bạn làm tròn cũng được. Thì các bạn chỉ cần adjust cái nâng nâng cái cạnh này lên, xong rồi một là một cái tương tự đúng không, tạo một cái lỗ đây, tạo một cái lỗ đấy từ bề mặt cong giống như những cái gì mà mình đang chỉ các bạn ở đây này. Đấy, tạo một cái lỗ xong rồi làm trên cái bề mặt cong cong như thế này ở đây cũng vậy, xong đó rồi kéo nó lên giống như bên này đấy, kéo lên giống như bên này, rồi nối hai cái này lại. Mình ví dụ như bây giờ nối hai cái này lại á, mình phải tắt cái turbo smooth này đi. Rồi trong cái phần open subdivide, trong cái phần edit poly này này, mình attach nó lại, có nghĩa là giờ thành một object rồi. Ok, bây giờ mình chọn cái border ở trên với border ở dưới, mình bridge nó, bắt cầu nó. Đấy, như các bạn thấy. Xong rồi mình nhấn Control Space Bar, back Space chứ, Control Back Space, hoặc là các bạn Remove nó. Cái phần S này nè, hoặc là các bạn nhấn vào Remove, hoặc là các bạn nhấn Control Back. Đấy, nó cũng là tương đương với cái lệnh Remove này, nó là chỉ chính tắc thôi. Đó, thì sau đó là các bạn có thể nối vào được rồi này. Còn những cái này làm như thế nào? Thì cái này cũng khá là đơn giản thôi, cái này chẳng qua là những cái cylinder thôi các bạn. Những cái cylinder thôi, thì mình bây giờ mình cũng hướng dẫn luôn. Thì mình có sử dụng một cái modify khác. Đấy, một cái modify khác. Tên là modify là FDD, FFD. FFD. Rồi. Ví dụ như bây giờ mình tạo ra một cái cylinder nhé. Cylinder. Đây. Thì ở trong cái phần mà bảng modify này nè, mình thêm vào cái modify tên là FFD 2 x 2 x 2, tức là 2 x 2 và nhân 2. Đấy. X, Y, Z đấy. Thì bây giờ để cho tiện thì mình để 3 x 3 đi, 4 x 4 đi. 3 x 3 đi cho các bạn dễ. 3 nè, nhân 3 nè, rồi nhân 3 nè. Đó. Ở trong cái FFD này á, các bạn chọn control point, tức là điều khiển những cái điểm này. Các bạn có thể coi như là quét chọn nó, nâng nó lên, kéo nó qua như thế này. Xoay nó cũng được. Đấy, ví dụ như thế này. Hoặc là scale nó. Ví dụ như thế này. Đấy.
Thì cái FFD này nó cho các bạn thay đổi biên dạng của vật thể của các bạn theo cái zigmo. Đó, cái này cũng gọi là một cái zigmo. Đấy, gọi là cái biên dạng hoài á. Đấy, một cái zigmo. Đấy, thì đó là cái cách mà mình tạo ra cái răng khứa này đây này. Chẳng qua cái này là do mình tăng cái mật độ ở đây thôi. Tăng cái mật độ ở đây thôi. Tăng cái mật độ ở đây này. Bây giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn nhé. Tạm thời mình delete cái này đi. Mình sẽ edit poly nữa. Mình nhấn X để xuất hiện ra cái bảng comment nhận cái lệnh này. Mình chọn sweep loop. Đấy. Hoặc các bạn có thể ấn sweep loop ở trên này cũng được. Mình làm quen tay rồi. Mình chọn trên, chọn dưới. Xong. Đến bước này, mình chọn hai cái mặt này. Mình insert nó vô chút xíu. Ok. Phát cái lệnh này ra. Bây giờ mình sẽ vào Turbo Smooth. Đấy. Thì các bạn thấy là nó bo một cái góc nhỏ nhỏ ở đây này, các bạn thấy không? Đấy. Bạn thấy không? Rồi. Sau đó các bạn chỉ cần vào một cái lệnh FFD, ví dụ mình lúc mình làm cái tai nghe nó là 2 × 2 × 2 thôi. Rồi, các bạn vào cái chế độ mà control point. Bạn sửa nó một chút xíu. Ví dụ như thế này. Đấy. Là xong rồi. Tương tự thì các bạn làm những cái ở phía dưới này và những cái này đường khứa ở đây này, những cái, và tiếp tục bây giờ mình sẽ nói với các bạn để làm sao để làm được cái này. Thì nó là một cái modify khác. Nó tên là modify là late. Phát âm giống như là late của đi trễ vậy á. Phát âm như nhau, chỉ là thêm cái âm thờ ở phía sau thôi. Thì modify late. Late là có nghĩa là cái máy tệ, có nghĩa là nó sẽ tệ theo cái đường tròn á. Lấy tâm là ở trục. Đây, cái trục của vật thể. Đúng không? Nếu như các bạn nào mà học cơ khí rồi á thì các bạn sẽ hiểu tiện, nó dễ hình dung hơn. Thế bây giờ tạm thời như mình tắt khóa cái modify này đi. Mình tạo ra một cái line đơn giản. Đấy, vào create function save có cái line, tạo ra một cái line đơn giản thôi. Đấy. Ví dụ như cái line này. Rồi, sau đó các bạn chỉ cần coi như là vào cái modify app cho nó cái late đâu, l nó ở đâu, l late đây, l đây. Rồi thì trong late thì sau khi mà các bạn áp play á thì nó sẽ quay sang các trục mà các bạn muốn, như direction này, như trục x, trục y, z. Thì trong trường hợp này á thì các bạn cứ ấn thôi cho đến khi nào các bạn cảm thấy được thôi. Như mình thấy thì hình như rõ ràng là hình như không phải trục y, thì trục y thì các bạn muốn kiểm tra các bạn vào work, các bạn vào local. À đúng rồi, trục y. Thế là nó xoay xoay cái trục y này.
xoay một vòng ở đây. Rồi, đúng rồi. Thì đó là cái cách mà mình tạo ra cái vật thể ở đây. Nó cong 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 như thế này. Thì các bạn có thể quay về cái line này này. Các bạn nhấn vào vertex, các bạn hiện cái show end này lên. Show end region lên. Các bạn có thể vào cái fillet này, fillet này. Các bạn có mà lên Google á mà các bạn dịch á thì nó cũng khá là sai này. Như mình ban đầu mình đã nói thì mỗi cái danh từ trong những cái phần mềm nó sẽ khác nhau, đó là những cái danh từ riêng. Thì nếu như các bạn dịch là fillet ở đây nè thì nó sẽ là file, thì nó không có đúng đâu nha các bạn, nó không phải là file đâu, mà đúng của nó phải là cái từ đó, nó tên là đề xuất chỉnh sửa. File này không đúng lắm. Trong cơ khí á, hoặc là trong hình học á, fillet có nghĩa là bo góc các bạn, bo góc. Nhưng mà bo góc có nghĩa là những cái góc nào giả sử như là góc nhọn á, hoặc là góc vuông, góc tù, hay là bất kỳ một cái góc nào á, tạo ra được một cái góc á mà các bạn gọi là fillet nó, thì nó có nghĩa là nó sẽ bo lại, đúng không? Nó sẽ bo lại các bạn, bo góc chứ không phải là file đâu nha các bạn. Đây, fillet thì nó sẽ bo góc cho các bạn như thế này. Ồ, không có tiêu rồi. Đây, nó sẽ fillet như các bạn giống như thế này. Đấy. Fillet cho các bạn giống như thế này, nó có nghĩa là nó sẽ bo với góc. Giống như các bạn mài vậy, lấy cái dao các bạn mài vậy. Đấy. Thì nó gọi là fillet. Các bạn có thể sử dụng cái này để model một cái quân cờ chẳng hạn, đó rất là tiện. Thì lay giống như là một cái con dao tiện nhé, cái chụp thì nó cứ xoay 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 xoay, xong rồi có con dao nó cứ đưa vào đây, đưa 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 đưa, đưa ra đây đó, nó cứ đưa ra đó. Nó xoay tròn một cái khối, xoay tròn quanh một cái trục thì gọi là trục y đấy. Thì đấy là cái modify cuối cùng mà để mình làm cái này. Còn cái bên này thì cũng khá là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần inset add chút, inset add chút, inset add chút. Bên này cũng vậy. Rồi. Bây giờ mình sẽ nói cho các bạn về cái modify là close và modify forecast. Điều này nó cực kỳ coi như là quan trọng, bởi vì cái tai nghe của mình á tập trung vào cái phần mà nghe nhiều nhất, cái phần này là phần đẹp nhất, mấy phần kia thì nó lại không có to và nó cũng không có nhìn nhiều đấy. Thì như các bạn thấy thì cái để làm được cái điều này này thì nó giống như là một tấm vải các bạn bọc vào cái đệm cao su vậy, da cũng vậy thôi, các bạn bọc vào xong các bạn khâu lại đấy. Thì để hiểu được cái modify close á thì mình sẽ cho các bạn xem một cái animation mà mình làm về cái close đấy. Mình nhấn play hoặc là nhấn cái phím số hỏi, cái phím dấu hỏi á bên cạnh cái phím shift bên phải. Một hai ba đấy, nó áp từ từ vào đấy, áp từ từ vào. Mình thì ở đây mình làm nó hơi quá lên một chút để cho các bạn hình dung ra được dễ hơn đấy. Quá ở đây có nghĩa là cái miếng mà mình làm đó, nó to, còn làm cái miếng mà nhỏ quá thì các bạn sẽ khó mà hình dung ra được. Như trong trường hợp này là vừa, thì nếu như các bạn mà học may vá một chút xíu á, như các bạn nữ á, hoặc bạn nào mà đam mê về thời trang á, các bạn sẽ như là có kinh nghiệm về cái diện tích
Ở đây các bạn sẽ đo được cái diện tích chính xác, đỡ phải coi như là thử đi thử lại nhiều lần. Giống như mình thì thực tế là mình không có đo chính xác được, mình chỉ thử lại nhiều lần thôi, mình không có kinh nghiệm may mặc lắm. Thì đấy, nó sẽ ôm sát vào, xong rồi nó gấp lại như thế này. Thì để làm được cái điều này, đầu tiên là các bạn phải dựng được cái polygon này. Thì cái polygon này có sẵn ở trong cái con, bằng cách các bạn vào cái modify, cái bảng create trong cái phần mà geometry ấy, có cái con đấy, cái con này nè, các bạn tạo ra một cái con đó, xong rồi các bạn đè cái hai này xuống bằng không đấy, rồi xóa hai cái mặt này đi là xong. Trong trường hợp này mình cũng vậy, sau đó là mình edit poly nè, mình xóa hai cái mặt này đi đấy là xong cái tấm vải, cái miếng bọc da đấy. Tiếp theo là mình phải làm một cái torus, cái này giống như miếng cao su đệm nè. Thì các bạn cũng có thể sử dụng cái torus ở đây đấy, các bạn tạo ra ví dụ như thế này, sau đó các bạn đưa lên vị trí thôi, đưa lên nòng thôi, rồi bắt đầu làm thôi. Nhưng mà hãy chú ý là ở đây các bạn có thể thấy là nó có những cái mình đặt tên là Control 2 này, Control 1 này. Thì nó là cái gì? Là nó là những cái mà điều khiển những cái điểm ở đây này. Như các bạn thấy này, chú ý lại nhé. Này, các bạn chú ý này. Đó là những cái điểm mà điều khiển. Nó sẽ kéo cái vật thể này xuống. Đấy, xong rồi nó ôm sát vào bên trong luôn. Đấy, đó là những cái mà mình điều khiển cái tấm vải này, giống như lấy cái tay vậy đó. Lấy cái tay ốp vuốt xong rồi nén nó lại đấy. Thì đó là cái mục đích của cái control này. Thì để tạo ra được cái đường này á, rất đơn giản thôi. Thì mình xóa cái này đi, xóa đi. Thì các bạn vào trong cái edit poly, bạn chọn cái edge, các bạn chọn một cạnh, xong các bạn lúp nó, hoặc các bạn double click cũng được. Rồi, ở trong cái bảng edit edge này nó có một cái gọi là create shape. Thì các bạn nhấn vào setting để đảm bảo là đang các bạn đang là chế độ linear. Linear chứ không phải là smooth. Thì linear nó cho phép các bạn giữ lại biên dạng của cái những cái cạnh này. Còn nếu các bạn nhấn vào smooth á, mà các bạn ok á, thì nó sẽ tự động nó tăng tăng các điểm nó lên, làm cho cái đường của các bạn nó mịn lên. Thì tốt hết các bạn nên để linear đi, thì giữ đúng biên dạng đi. Đấy, các bạn ok. Thì sau khi nó tạo ra cho bạn một cái shape, thì các bạn ra ngoài các bạn nhấn cái shape đấy, các bạn xem là nó là cái gì. Ok, nó là cái này. Rồi, tiếp theo trong cái phần mà rendering á, các bạn bật hai cái này lên, edit enable in renderer and enable in viewport. Thì không có renderer cũng được, vì cái này thực tế là mình cũng không có muốn để cho nó xuất hình ra đâu. Thì các bạn chỉ cần để trong viewport là được rồi. Thì sau đó các bạn hạ này xuống, rồi xong, đã có coi như là tương tự ở trong này cũng vậy, các bạn làm tương tự nhé. Rồi qua bên này, cái này chẳng qua là mình làm to hơn thôi, không khác gì cả. Đến cái tấm mà tấm da, tấm vải của chúng ta thì chúng ta thêm một cái modify. Trước tiên là thêm một cái modify tên là glow. Đây, thì nó nằm ở đây, tên là đâu nhỉ? Đây, tên là glow. Thì trong cái mục mà glow á,
trong cái mục mật lâu á, các bạn áp á, mình sẽ làm lại từ đầu luôn, làm lại từ đầu luôn. Trong cái mục close á, delete nó đi, close đây. Thì các bạn sẽ chọn hai cái group, tức là hai cái phần điều khiển của các bạn á. Rồi các bạn hạ cái mũi tên này xuống trong cái group để chọn được một cái đám hình tròn này. Một cái cách thứ nhất là các bạn cứ ngồi quét chọn từng từng điểm như thế này. Đấy, quét chọn từng điểm như thế này mà nó rất là cực. Có cách ngon nhanh gọn hơn á là các bạn chọn cái hình tròn này này, cái phương cái cách thức chọn á thì nó sẽ tiện cho các bạn hơn. Đấy, các bạn quét trung tâm ra. Đấy, nó chọn cho các bạn những cái hình dạng hình tròn đó. Rồi các bạn đưa nó vào một cái group, bạn đặt tên nó một, sau đó các bạn bắt dính vào cái những cái điểm này nè, nó sẽ nhận điều khiển, nó sẽ nhận điều khiển từ cái nốt này, nốt này, từ 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 cái vòng tròn này, ấn vào nhấn nốt xong rồi nhấn vào đây. Rồi nó đang được những cái điểm này, nó sẽ nhận điều khiển từ cái gọi là control 3 này. Mình đặt tên là control 3 thôi, không có gì cả. Tiếp theo mình nhấn control y để nó chọn những cái điểm ngược lại những cái điểm mà mình vừa chọn đấy. Sau đó mình nhấn alternate, mình chọn những cái điểm cận biên. Rồi bây giờ những cái điểm ngoài biên nó được chọn, đó là cái thao tác của mình thôi. Mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa coi có sơ sót gì không. Nếu không thì mình sẽ đưa nó vào cái group thứ hai là make group, đưa vào cái group thứ hai. Ok, rồi chọn một cái bộ cái điều khiển thứ hai là cái control 4 ở đây. Đó. Rồi bây giờ thì những cái điểm bên ngoài đã được điều khiển bởi cái vòng tròn này. Để kiểm tra nó rất dễ, các bạn vào close cái phần chính của nó. Để kiểm tra các bạn ấn vào simulate local. Simulate tức có nghĩa là mô phỏng, local là cá nhân. Thì kiểm tra thôi, ấn vào mà hiện tại cũng chưa có gì hết. À, rồi trước trước khi mà các bạn kiểm tra, các bạn phải xác định đây là vải đã. Thì close ở đây nó chưa biết là loại vải gì, nó loại vật liệu gì. Thì các bạn vào object setting, các bạn chọn, bạn thêm một cái object nữa nhé, là thêm một cái này, add một cái object nữa, nó tên là Torus 03 thì phải không nhỉ? Ok. Đúng rồi, đó là Torus 03. Rồi sau khi mà các bạn chọn đúng rồi, các bạn lại cái bảng Object Setting này, các bạn chọn cái tấm này là con 03 nè, các bạn phải để là close. Đấy, lúc này nó mới hiểu là vải nè. Các bạn cứ để mặc định nhé, là default nhé, hoặc là các bạn có thể chọn bất cứ thứ gì các bạn muốn, ví dụ như là cotton, vải cotton nè, hoặc là lụa nè, hoặc là thun nè, nhiều lắm. Rồi heavy leather là vải vải siêu nặng nè, vải bố nè. Rồi cái này là polyester, là vải polyester, là mấy cái áo thun thể thao á, nó rất là nhiều thứ. Rồi áo bị dính nước nè, quét glow nè. Đấy, rồi mình thì mình để mặc định thôi. Còn torus là cái miếng đệm cao su á mà mình bọc vào á thì nó là collision. Collision có nghĩa là va chạm. Thì mình cái này nó phải chạm đến một cái gì đó đúng không? Thì mình phải chọn cái đáy của nó, cái miếng cao su này ở dạng collision thì nó mới có thể chạm được. Rồi,
mình ok, nhấn ok nhé. Ok rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra. Đấy, các bạn thấy nó hơi nhích nhích xuống rồi nè, thấy không, các bạn thấy không? Giờ các bạn chọn cái vòng tròn này nè, các bạn nhấc lên. Đấy, nhích nhẹ thôi nhá, nếu không là máy các bạn nào mà yếu là nó văng ra ngoài luôn á. Thì máy của mình thì nó khá là mạnh rồi nên nó không văng ra ngoài đâu. Đấy, các bạn thấy không? Rồi, với quá trình kiểm tra xong rồi, các bạn nhấn Ctrl Z lại. Rồi, các bạn vào trong phần Close, các bạn tắt nó đi. Các bạn Reset nó lại, Reset State, có nghĩa là reset cái trạng thái nó lại. Rồi, trong cái quá trình mà các bạn coi như là kiểm tra xong á, thì các bạn vào cái mục coi như là trong hai cái điều khiển của chúng ta nè, hai cái vòng tròn của chúng ta nè, các bạn làm một cái animation đơn giản. Và trong trường hợp này á, là mình sẽ tạm thời mình xóa hai cái key này đi, mình làm lại cho các bạn nhé. Mình nhấn N hoặc là các bạn nhấn vào Auto Key đây nè, Auto Key hoặc là các bạn nhấn vào phím N. Rồi, các bạn mình để front cho dễ nhìn, ở từ 0 cho đến 340 đi, 320 đi. Rồi, cái này nó kéo xuống, đúng không? Cho nó bọc xuống. Tới đây luôn cũng được, tới đây luôn cũng được. Rồi, tới đây đi. Rồi, sau đó là nó ôm vô, nó ôm vô. Nhưng mà do hồi nãy là cái trục translate á, cái translate á, translation move này, và các bạn chỉ đặt key trên nó thôi, nên các bạn nên set key một lần nữa ở tại thời điểm này để nó set key về trạng thái ban đầu của cái scale. Nếu không là nó sẽ quay về không, nó set key từ không của cái scale luôn. Như vậy thì nó sẽ không có lưu cái trạng thái ở đây. Mình set key nó, nhấn vào đây, set key nó. Rồi, ở đây á, thì nó hiểu là từ 320 á, là scale bằng 0. Chứ nó không còn hiểu là 320 từ 0 là scale bằng 0 nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ để 600. 600. Tức là kết thúc á, thì cái này nó ôm sát vào đây. Ôm sát vào đây luôn. Đấy. Còn cái này nó sẽ ôm sát ở bên ngoài. Đây, sát ở bên ngoài, sát vừa thôi. Ví dụ như đây chẳng hạn. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta đã có một cái animation cơ bản. Đấy, một cái vòng tròn nó đi xuống, phải không? Hai cái vòng tròn đi xuống. Sau đó rồi bắt đầu nó ôm vào. Rồi, một cái animation rất là cơ bản. Tắt auto key đi, để không có nhận lệnh ăn đặt key nữa. Rồi, vào lại cái miếng vải của chúng ta trong phần close. Các bạn hãy chú ý ở cái bảng simulation parameter ở đây. Thì thực tế cái bảng này là mình đã chỉnh rồi. Cái mà mình chỉnh á là chính là cái subsample ở đây và cái cell collision. Thường mặc định của các bạn thì cell collision nó sẽ không bật lên và nó để số 0. Nếu như các bạn bật lên á thì phải cái miếng vải của các bạn á nó sẽ tự va chạm với chính nó. Thì nó sẽ trông rất là thật chứ nó không có bị cắt với nhau. Có nghĩa là trong 3D á là các vật thể nó có thể coi như đi xuyên qua nhau luôn. Thì để bật cái chế độ này lên thì nó hơi nặng một chút xíu, nên cái cạc màn hình của các bạn nó phải nặng, nó phải mạnh một chút xíu thì nó mới có thể coi như chạy trơn tru được. Thì collision bằng 0 thì cũng không có ý nghĩa gì hết, mà collision bằng 10 á thì hoàn toàn tuyệt đối. Nhưng mà mình chỉ để 1 thôi, đúng không? Mình chỉ để 1 thôi, vì 1 là đủ rồi. Rồi, cái tiếp theo là ở ngoài cái đấy là mình không bật thêm một cái gì nữa, mình để mặc định thôi. Solid collision chính là nó va chạm đến cái bề mặt này. Đấy. Rồi, cái mà mình nói là mình chỉnh đó là subsample, có nghĩa là lấy mẫu. Lấy là lấy mẫu cái gì? Có nghĩa là mỗi lần mà mỗi cái frame mà nó
nó nhích lên như thế này là nó tính toán á, nó sẽ tính toán từ 0 đến 600 frame luôn. Thì nó sẽ chia nhỏ ra, thay vì nó tính một lần một frame thì nó sẽ tính 3 lần một frame, có nghĩa là nó sẽ có độ chính xác rất là cao. Và nếu như mà máy của các bạn á, mà yếu á, mà các bạn để cái số này là một nè, thì kinh nghiệm của mình á là cái máy của các bạn sẽ không thể nào mà mô phỏng tiếp được nữa, nó sẽ không có văng đâu, nhưng mà nó sẽ dừng lại, nó sẽ không mô phỏng nữa, nó sẽ mô phỏng sai luôn. Thì để tránh cái trường hợp đó, các bạn phải tăng cái con số này lên, càng tăng càng tốt. Đấy, càng tăng càng tốt, nhưng mà tăng quá thì coi như là mô phỏng nó sẽ chậm. Và số 3 là phù hợp, 2 là đã ổn rồi, nhưng mà 3 là phù hợp. Còn nếu mà càng tăng nữa thì càng tốt thôi. Mấy các bạn mạnh thì các bạn cứ việc tăng, không sao cả. Rồi, đến đây là không còn gì để nói nữa. Bây giờ đến đây là mình chỉ có nhấn nút và đi chơi thôi. Bây giờ thì mình sẽ nhấn nút cho các bạn xem cái quá trình simulate nó là như thế nào. Simulate frame đầu tiên. Simulate. Rồi bây giờ các bạn có thể coi như là làm bất cứ một việc gì mà các bạn muốn, ví dụ như uống nước chẳng hạn. Đấy. Ok, bây giờ nó đã mô phỏng xong. Thì như các bạn thấy thì quá trình mô phỏng sẽ mất khá là nhiều thời gian. Thì cái tấm vải của chúng ta nó sẽ như thế này. Chúng ta chỉ có việc là turbo smooth nó lên cho nó mịn một chút xíu là được. Đấy. Thì do tấm vải này mình làm quá rộng nên nên nó hơi bị trùng xuống ở đây, nhưng không sao. Như mình nói thì các bạn phải làm đi làm lại khá là nhiều lần thì mới có thể coi như là có thể là ôm sát nó chính xác được. Hoặc là nếu các bạn có kinh nghiệm thì chỉ cần như ở đây mình đã canh rất là chính xác rồi thì chỉ cần ôm sát nó xuống là được. Ở đây đây mình làm rộng hơn là để cho các bạn thấy những cái nếp nhăn này nó kỹ hơn thôi, chứ cũng không có gì đâu. Thì đó là modify glow. Thì bây giờ mình sẽ nói về pocket. Pocket là một modify mà cho phép của chúng ta lưu lại những cái animation ở phía dưới như là glow. Thì như đúng cái tên là point, tức là điểm, cat là lưu lại. Thì cat nó là giống như là lưu trữ vậy. Thì để lưu lại những cái modify này, chúng ta cần phải tạo ra một cái file file pocket mới. Thì file này nó tên là Autodesk Cat XML. Mình đặt với cái tên là headphone litho 2 chẳng hạn. 2. Lưu lại. Lưu. Rồi. Sau khi mình dẫn đường dẫn cho nó lưu xong á thì mình sẽ tiến hành cho nó chạy record, nghĩa là nó sẽ chạy lại cái mô phỏng này record. Đấy, nó đang chạy này. Ok, bây giờ thì nó đã chạy xong. Thì các bạn có thể tắt cái modify close ở dưới này đi cũng được, hoặc là delete đi cũng được.
thì hoàn toàn coi như là nó vẫn lưu lại cho chúng ta, nó vẫn lưu lại cái animation của chúng ta mà không cần phải phải giữ lại làm gì cả. Thì đấy, thì các bạn nên nhớ là cái đường dẫn của các bạn, bạn phải nhớ nhá, cái podcast này các bạn lưu ở đâu các bạn nhớ ở đó, thì khi các bạn load load cái file file animation lại, file XML này lại đấy, file của podcast đấy, thì nó sẽ đúng với cái vật thể của bạn, và chỉ đặc biệt là đúng với cái vật thể của bạn thôi nhé. Nếu như các bạn thêm bất kỳ một cái edit poly nào thì nó sẽ bị error ngay, nó báo một cái error ở đây, lỗi ngay. Thì đương nhiên rồi, bởi vì nó chỉ đúng với cái vật thể của nó mà thôi mà. Thì cái bài giảng ngày hôm nay của mình nó đã bao gồm rất là nhiều cái những cái modify mà để làm cái tai nghe của các bạn. Đây, cái tai nghe này. Và trong phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đi camera. À, đây là những cái camera của các bạn. Trong phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đi cam như thế này. Và cam này đi. Đấy, đi cam như thế này. Làm sao để quay quay phim về nó như thế nào. Thì đó là nội dung của cái phần tiếp theo.